kêu nước Việt đây rồi mà gây chiến chứ khác nào đâu đâu. Đừng kêu thầy thấy bắt rầu rồi lâm cơn bệnh chưa nao sầu thiên thai. Thầy đừng trái đất ra hay, đừng kêu ba tánh còn sai thầy đừng kêu quên cội chứ quên nguồn. Ráng tu mà để sống coi tuồng ngày mai kỳ này, cách biệt chia tay làm sao thoát khỏi thiên ngai định phần. Đờn kêu dọn hết ra sân những đồ mà dụng cụ chưa tối tân chứa đầy. Đờn kêu cô chức quan thầy mau mau rút hết giờ này cho sống. Đờn kêu ở tận biển Đông họp nhau mà rủ hết chứ thình không khốn nàng. Đừng kêu thập bát cơ hàng đây rồi phải chịu chưa lẽ làng quỷ sinh. Đừng kêu thầy nói không tin sao đây mà coi nó chưa rung rinh đất trời. Người hiền sống để coi chơi, kẻ hung mà ngữ ác chưa tới vời còn đâu. Đừng kêu bốn biển năm châu ta buồn ta mới nói câu như vậy. Đừng kêu tớ lại xa thầy, đừng kêu ai tạo cho cảnh này đau thương. Đừng kêu rung chuyển bình dương rõ rồi rõ rồi như cắt như trương giấy đề. Đờn kêu mai mốt thầy về ai ra mà nói tiếp cho bôn bề giờ đây. Đờn kêu sống bủa trong ngày dậy dùng mây khói đủ đầy trăm mô. Đờn kêu không có người tu giữ hung mà quá ác gật cù dòng sông. Đờn kêu trời đã lọc mà sông đem ra xử phạt dòng sông đại đàn. Đờn kêu dân tộc da vàng khôn ngoan mà tỉnh dậy họ hàng tồn lai. Đờn kêu sấm nổ dài dài quỷ thần mà nói bậc nhân tài mới ra. Đờn kêu mở hội cho long quang phải đem mà chôn sống cho vậy mà bình dương. Đờn kêu chẳng có ai thương tại vì ngỗ nghịch còn cường làm sao. Thầy đờn máu lệ tuôn trào súng nhau mà thiêu dĩa chưa động mà bào con đâu. Đờn kêu ngưng bước năm châu nếu không trời đất tóm thâu không còn. Đờn kêu làm núi làm non đá thành mà còn hơi chảy chứ hao mòn thinh không. Đờn kêu tất tất biển Đông đánh ôi mà sôi nổi dòng sông không đường màu me đụm chảy không thường.
Trời trên mà thấy vậy chưa đoạn trường, biết bao tái gì lòng quá ngôi cao. Ác gian thì phải trời nào, tu di đờn kiểu tu ship lẹ đi. Nếu không mà sẽ gặp gian nguy tới giờ. Mùi thân dầu chớ trơ trơ, thấy rồi cạn bút giấy tờ hết luôn. Đờn kiểu trôi triệu trôi muôn. Bữa trưa mà nhìn thấy như trời buồn tối đen. Đờn kiểu ôi hỡi lắm phen, nếu ai sống được nghe kèn bao la. Đờn kiểu chưa được thoát qua, năm năm mà khổ sở gian hà bệnh không. Đờn kiểu ở tận biển đông, chừng nào hết cá thì ông mới về. Đờn kiểu còn mãi ê chề, từ đây mà giãn tách xứ quê không còn. Đàn kêu đất nối bành non, biển kia mà tất cả lặng chưa đài hòn lâm sáng. Đàn kêu phượng phất rõ ràng, tới đây mà thiếp thiếp chàng chàng cách xa. Đàn kêu cách nước lội qua, ở đâu cũng tới chẳng mà ai kêu. Thầy đàn chắc hết quỷ yêu, rủ nhau mà sớm lại chưa trời thiếu một giờ. Chiều buồn thảm như tờ giấy lặng, thầy ngồi đây để dặn cho quý trò. Thầy buồn còn lấy âu lo, sợ rằng khốn ở khổ rồi trời cho nạn ở đây. Không có kịp cảnh này thay đổi, đừng có nhàn có rỗi làm chi. Chắp tay niệm Phật chư chân quỳ, cúi đầu ngục ngã rồi từ bi tha. Thầy xúc động mà thương lấy rớt lệ, biết từng ngôi chính bảy lâm mà phàm. Khổ đau nạn ách nhà đam, nên thầy xuất hiện cho đặng làm giải dân. Bấm tay thử đời gần bên hỡi, ráng đi con đặng cởi ngựa hồng. Thầy trò dắt dẫn qua sông, buổi cùng nguồn cuối đức ông ra đời. Thầy có miệng không lời đặng nói, cả tiếng kêu thầy gọi năm châu. Con ơi sự thế chữ đất đầu, rầu cho mà bốn biển gục đầu rồi ngã lăn. Đâu có biết san bằng đắp lấy, trời chỉ phê nguy hại bốn phương. Dân đâu có hiểu tận tường, còn thầy biết được con đường làm sao. Đừng có thấp có cao cũng hoài, đừng có khôn có giải làm gì. Rủ nhau tịnh lạc mau đi lo, mà niệm Phật từ bi trao dồi. Câm miệng lại đặng hồi quê cũ, núi núi non thạch nhũ cũng rời. Con ơi đạo Pháp ra đời, lập cơ mà thiên định chưa lập đời long mở quá. Đây là hỡi đạo ta chi khi,
nên bây giờ thầy chỉ con đường chỉ là còn có thiện lương ăn năn sám hối đêm trường còn nguyên. Trời đất đã chinh nghiêng sắp tới đặng thay màu đổi mới trần nhớ. Con ơi sự thế đến giờ trời tru đất diệt bất ngờ hung hăng. Thầy phải chịu khó khăn vì biết thấy cơ nguy nước kiệt chưa nhà tàn. Mình triết triết bình an con ơi, thầy lại thở than đêm dài. Tôi về đâu mực mày cho vẹn, tội gì đâu lón lén chưa khuyên trần, tội gì như một cơ bần rảo phiên trần hạ xa gần nào hay. Trời diệt hết tà tây tặc tử, đặng lập đời trừ khử yêu ma, chừng đó lừa lại người ta ai dình ai nhục chứ ai mà khôn ngoan. Thầy bảo con hình tàn giá dài đừng tạo thêm nguy hại cửa nhà, hay là miếng đá ba qua tránh đâu cho khỏi chứ yêu tà phủ dây. Cơ trời đến giờ này thắt ngặt, lót yêu tình quỷ bắt đầy đường. Lộc coi cây thứ bất lương con đừng có sợ, từ trường thiên đình trời trừng phạt trời nhìn rất rõ. Một mái lông cây có thoát đâu, thế gian nhìn thấy bắt rầu. Buổi chiều mà họp đạo đôi câu thầy truyền, ai nói thầy khùng điển con nhìn, ai giàu sang đừng nịnh đừng mừng. Mong sao lòng trẻ chân hưng, một lòng một dạ vui mừng hiền. Sao đất Phật từng trương thầy chở con về miền nâng đỡ không ai. Bây giờ chuyển động đất đai, địa cầu sẽ sập không may. Trẻ khờ chỗ nào hiền trời chừa Phật đây. Đầy tư đầy lấp bể không đường, biết rằng trời lập trung ương, người ta không hiểu không nhường làm sao. Theo danh vọng tài cao phơi phách, tạo chi nhiều không cách nào ngăn. Con ơi chưa được tròn trăng thì trời đã lập sang bằng tri ân. Ráng đừng phú hay bần, đừng nể con ráng tu sớm kể chưa chịu nhìn. Biển đời sẽ hỡi minh minh, từ đây nghe sấm nổ chưa ịnh ịnh thấy phơi. Vậy mà hỡi người đời chưa sợ, còn đắm say nằm ở chốn này. Quên đi mái tàu dần xây, quên đi có một cội thầy mà thôi. Trên cầm búa ngủ lôi đã tử, giữ thiền la địa giọng chưa phủ trầm. Giữ hung xa chốn miệng hùm, thú ăn mà cá xé chờ ngày cùng nát tan. Còn gì nữa thầy than cùng thở nhắc
cho con để nhớ cuộc sầu. Thảm thương bốn bể năm châu, châu nào cũng khổ chứ cũng mờ rầu khóc mờ la. Có một chỗ sụp mà chết hết, khỏi thấy bò thấy lết thang gian. Lót đau lót chịu cơ hàng, lót thì đói lạnh gian nan khắp trời. Nhìn đi con rã rời không dậy, thầy nói ra khinh bậy đó thôi. Ngày nay thầy muốn phản hồi, buồn đời thả nổi thả trôi như vậy. Tốt cùng tướng Phật thầy ra lệnh thâu phép màu khúc định một hồi. Binh trời cầm búa ngục lôi, Phật thầy mà chủ tế chứ đứng rồi chuyển binh. Thiên địa đánh linh đinh mấy lượt, thiên tiên trên không vượt được nào. Mây kia kéo phủ đủ màu, mưa rơi mà tuyết trắng chưa ngạt ngào trùm thân, khiến cho chúng ngu đần dại dột. Trí minh minh quá tột thành điên, con ơi phép của thượng thiên thâu rồi một chút rồi chinh nghiêng đất trời. Nay thì biết bời rời bụng rụng, nói với trò ắt cũng gian cơ. Khôn ngoan ẩn nhẫn chờ giờ, con ơi mà thầy ẩn chứ bên bờ lo trao. Cảnh vật từ đây mất sắc màu, người hiền như thể ở tù lao, ẩn thân chờ đợi trong giây lát, đặng trời tắt lặng gió mưa gào. Con nhé giờ này chớ về ngươi, đừng buồn tâm dạ cứ vui tươi. Làm sao giúp đỡ mọi người khổ, đó ràng non sông hành trình mời. Buổi khổ cơ nguy đã đến rồi, con nhìn thảm não lắm con ơi. Bên kia sụp hết rõ ràng lắm, còn gì chờ đợi quá than ôi. Bình Dương dậy động sông bao la, biển đông chôn nhốt hồi kia cả, đem ra trạm diệt ôi nơi đó. Nơi đó mịt mờ nước phù sa, biển Thái Bình Dương ở nơi đâu? Ở tầng đáy gian quá chiều sâu, chôn vùi nơi ấy làm sao mốc. Nước ngập sông Giang khỏi mút cầu. Con hỡi con ơi lo người chi, đêm khuya thanh tịnh niệm lục nghi. Mình sống hiện giờ như mình chết, đừng tiếc đừng buồn của cải chi. Thở than, than thở với con khờ. Ông lão về rồi, ông nói thơ. Đời nhìn ông mấy trơ trơ quá,
cho nên trí huệ quá mịt mờ. Ông đã bước đi tay chân run, con nhớ không con đã ngày cùng, làm sao vui vẻ trùng phùng được, chắc lẽ ba hồi phải chết chung. Lần tay ông vuốt râu dài, nhìn coi râu bạc của ngài quan xa, đức ông phản bổn quần, đặng khuyên dân chúng kia cả hay chưa. Cảm thương ba tánh thất thưa, ta không muốn nói đặng thừa quá đi, chứ bây giờ ông đã ra đi như cuồng mà như dại, chưa từng khi thới bời. Trong khoảng khúc đổi dời, thấy sợ loài người kia chết tờ như kiến thui, thấy phơi nhộm mất chưa đủ mùi, còn người mà sống lại như cùi không ở tay. Tội quá nghiệp chính giai phải trả, nay ông về gầy ga sắc thân, đặng khuyên ba tánh ở trần, nếu thương ông hãy chứ quy lần mau mau, tránh không khỏi giặc tàu tiếng tới, vì ở trên đã hỡi khiến sôi. Từ đây ôi hỡi chưa đủ mùi, con ơi mà nhìn thấy ôi thôi rụng rồi. Ông nhắc hỡi người đời buổi trước, bài sám thi đi ngược nhìn chưa, phải chi tội lỗi biết chưa, thì giờ đâu lạnh mây mưa bão luôn. Ông hả mình làm cuồng làm dại, sợ chúng sanh trai gái không tường, mắng trời chữ Phật bất lương, làm sao mà tránh thê lương bụi này. Ông phải giả canh chạy đi khắp, vì ở trên đã sắp định phân, bảo ta phải xuống nơi trần, màn này để cụ thế kiều dân phản hồi, cứu người hiền quý thôi đời khổ, cứu nhân gian đại khổ thứ ba. Bây giờ lửa lại là ta, thấy rồi ít có người ta bớ trò, quỷ lộng hành ma to mắt lớn, đó là tầng là hơn tới liền. Việt Nam cũng chịu đau điên, vì không có thiệt mà trời biến tử hình. Ba tiên sấm nổ ình khai dị, nước nào ôi cũng bị lúa đài, nước nào có bậc nhân tài, nước nào trung hậu quái hoài thì yên, coi nước nào làm hiền lánh dữ, nước nào còn trừ khử tử nguyên, nước nào chất đọc chinh nghiêng thì ôi cả nước không yên với trời. Nước nào được đảm thời yên lặng, lớp hiền lương lớp tặng nhân lành, nước nào Phật đã tái sanh thì ra chủ đỉnh Nam Thành chớ ai. Còn các nước ngoài lai thất vọng, tại vì mơ
vì mộng câu cầu. Hoa chất độc nhốt ăn sâu, kỳ này đem hết canh thâu ra rồi. Trời biểu nó than ôi dùng dây, nó đem ra cái bẫy thượng tiên. Kỳ này nó chết muôn thiên, Bình Dương dậy động mà thay khiên được nào. Chết chùm hết lao đao lẫn đẫn, kỳ này đi một trận tăng thành. Đừng gì ôi hỡi nên tránh, thầy mình vì vậy chúng sanh khuyến lần. Đây sắp tới non thần cũng lỡ, thầy nói rồi thiếu nợ làm sao. Con ơi chưa dứt mình đau, thầy ngồi suy nghĩ đớn đau thêm buồn. Người khôn ngoan sao cuồng không biết, người giàu sang sao kiệt hơn nghèo. Đó là trả quả mình gieo, thầy biết trước sự đùm đeo con khờ. Có căn tiên đợi chờ đôi chút, con ơi con tạo phúc gieo ân. Đặng mai sống được hồng trần, con còn thấy được chữ hoa dân hội giờ trời. Tới đây khổ cái đời nhiều cảnh, hết cảnh này rồi hiện chứ cảnh kia. Chết chiều rồi chết lại canh khuya, sáng trưa cũng chết lìa lìa bớ trò. Làm sao được tự do mà sống, vì thiên hoàng bị động rồi con. Thầy buồn muốn đến năm non, ẩn mình để chết làm tròn nhị chân. Nhưng không được khó khăn thảm nào, vì đức ông đi dạo đó đây. Đi đông rồi lại đi tây, thầy sang châu Úc chưa ngờ đầy mấy trăng. Thượng dân tộc thường hằng rốt ráo, thầy đến đây thăm đảo Bình Nguyên. Con ơi thế lực kiếm tiền, đừng mê đừng nguội làm hiền thầy ban. Hiền sống sót bạc vàng sao hưởng, con ơi con vui sướng nghìn đời. Ngày mai vật đổi sao dời, thầy ra bài giảng mà rụng rời tay chân. Hôm nay trong buổi tối chiều, thầy có ý muốn gặp đạo ở đây, nhưng không may là kỳ dân đến, thầy điện cho tất cả các con đến. Ráng cho con ăn học, nếu còn sống sót sao trở lại Nam Thành nước Việt. Vào hết tộc đỉnh không nước nào bằng, vì nước Việt Nam là một cái gò đại báo, chỗ thi cử của tất cả các ngài. Gót chân của Đức Phật đã quay về Nam Phương Phật. Cho nên hôm nay chúng con phải cố gắng để hướng thiện, để quay về nguồn cội là kỳ này sống chết không thể nào tránh khỏi bàn tay của trời đất, của Như Lai. Phật không có làm gì mình, nhưng trời tru đất đã diệt rồi, thì làm sao sống được trên đời này. Tiền bạc nhà cửa tất cả lầu đài, đây sắp tới chúng con sẽ thấy rùng rời. Đâu ở đó không được đi du lịch nước nào hết, đây nằm tại đây. Về Việt Nam nằm tại Việt Nam. Khi đi thì thầy đã nói, nếu Bình Nguyên sang năm Thân ngày lễ Du Hùng, thầy cho tiền mấy đạo về đó để cúng cùng thầy mang một lần. Một nửa thầy mang kinh sám, thầy đem rải hết ở ngoài đó một lần cho. Vì năm Thân chúng đã thức tỉnh nhiều rồi, trong năm Thân rồi sẽ viết thân. Năm Thân rồi sẽ biết thân, con ơi ráng sống chiên cần rồi coi. Từ đây quá hỡi thiệt thòi, tiền vàng mà dâu cất múc môi ra hoài. Năm Thân khỉ nó thầy lai, trên cây ót ép ai hoài sát sơ.
lá rụng hết trái thờ khô héo, khỉ trên cây lại meo má kìa, nhăn răng ót ép lịa lịa chắc rằng phải chết bên kia không còn giường qua đó khi còn chưa được. Chúng con ơi mấy lượt sang qua thầy đọc bài kể ti xa, con còn sống được vậy mà nhìn coi, thân dẫu đến thiệt thòi biết mấy, năm năm trường ai quấy ai say. Con ơi có gái cùng trai ráng tu theo đức Phật ngài bổn sư, đừng có quá tệ hư buồn thảm, ráng đi con không dám nói gì, ngậm câm cửa miệng mau đi, đợi chờ mà trên đã mà tru di cho người vợ. Hình dung đó nhưng thờ yêu quái, tướng người ta nhưng hải chưa rầm cù, con ơi đi đứng hiềm thù, con đừng có nghĩ chưa ráng tu sao giờ. Năm thân thể bây giờ đã mất, thân dư ai cũng cất cũng sâu, thân ta không biết sứ mô nào về an dưỡng mà đất tổ trễ rồi. Năm thân khổ thiệt thòi biết mấy, thân của ai nay thấy đang lo, khổ thân rồi lết chưa rủi bòn. Nói chung mà cũng có chú ý trò bình an, không chết hết xóm làng đâu đảo, thầy đã đi thầy giáo năm châu, chư thần chư vị về tâu, ai đọc ai ác mà từng câu phản hồi. Con yên lặng rồi ngồi tu tịnh, nhớ thầy phân phải nhìn mỗi người, đặng ta sống sót vui tươi, đặng coi ai chín ai mười, ngày mai coi gánh hát bài khai cho vẹn, coi ai hùng ai thẹn ai vinh, rồi coi ai lại ai binh, rồi coi quỷ quái ma tinh rụng rời. Trời không đổi các đời không được, quỷ lũ ma nó vượt qua cao, cho nên phải chịu ma đào. Con ơi gánh hát bên rào chờ ra. Hôm nay trong buổi chiều thầy xin chúc hết tất cả đồng đạo anh em ở đây, cũng như là cuộc họp bất ngờ để thầy muốn nói, vì mấy hôm nay thầy đang bệnh buồn thảm quá, buồn thảm não nên thầy lắm bệnh, thấy năm châu đang dính trong rào, biết nói gì nhìn thấy trăng sao, thầy đang ở những ngạt ngào biết mấy. Chim bị lưới mà chim nào có thấy, cá vào dòng cá lấy được đâu, cá đang chờ ôi hở lữ câu táp thì dính có đâu tránh khỏi. Con phải biết mây trời lượn khói, thầy xuống trần tôi mỏi quần sinh, khổ với đau nè ra hỡi lời kinh, chúng không biết lại khinh lại bị, thầy không có thầy mình hoan hỷ, nhưng tội thay bị trị sau này. Nếu mà khinh Phật tổ Phật thầy sao chết rụ cả bầy ai cứu, tại chúng sanh mê lê mê lụ, nào biết đâu quỷ hú ma rào. Biển Thái Bình máu nọ đang giao, nơi trần trượt người nào thầy đã nói biển kia còn lỡ, trên hòn non nức nở đã rồi, chờ dẫn ơi chỉ có một hồi, kiện thần thánh đánh thôi dùng vậy, vợ bình minh người đâu có thấy. Thầy biết rồi cái bẫy tay cầm, lũ dữ hung sa xuống hố hầm, mà còn quát còn thâm thù hận,
Đây trời định bên trời lập trăng, lùa nó vô rồi nhận nó chìm. Máu nào cũng hỡi chảy về tim, thương thầy tổ im lìm đôi chút. Nơi Úc Châu buổi chiều tá túc, thầy thương con cốt nhục nào bằng. Đem lời nành lành thánh chúa bút văn, sao yên ổn sang bằng thế giới. Dạng tiền ngọc sau đây khắp khởi, ngồi trên vàng trên đống ngọc châu. Được bình yên lập lại địa cầu, trời thâu hết năm châu lấy lại. Nam mô A Di Đà Phật, thầy xin kính chúc lành hết tất cả của con. Nam mô A Di Đà Phật. Sao đây là tắt tự tắt đổi nước kia con.